Rồi ok. Anh Tuấn Anh ơi, đây là tác phẩm của anh Thực đúng không? Bây giờ anh sẽ làm gì với cây này? Cái dăm, nhưng mà nó không còn lá, khi nó phát triển lên ấy, nó sẽ phá, nó sẽ có những cái cành, cái lá nó không mọc đúng cái ý của mình. Bây giờ mình sẽ lọc nó đi. Càng ở xong nó ăn vào đấy xong nó càng bị ra đúng không? Anh Đây, nhờ bây giờ cái dao nhìn em nhìn ạ. nhìn cây ấy, Dạ. nó là nó như kiểu cái người chưa cắt tóc ấy, Kéo em ra thấy không? Úp xùm đúng không? Ờ, đúng rồi. Thế sau khi anh lọc xong nó như kiểu anh cắt tóc cho nó xong ấy, đấy nó sẽ gọn gàng hơn. Rồi ok. Ngạc nhiên anh đi đùa vào đấy thì anh đi đùa anh nhổ cỏ cho anh. Rượu trà ra bây giờ nước chè cũng trà đến cây cắt rồi. Bây giờ có cắt không? Bây giờ chú đến thì mới cắt đây. Chú này nó bảo đợi có giúp nó mới cắt đây. Nói chung là mùa này lắng nha, giấu lúc này là một tí nước mát thật nhưng mà trước nó lại có cái chuyện kia. Cái hướng nó xoay. Chơi cây mang cả phù thủy ra để xem coi. Trời kia phù thủy. Quá tuyệt vời, góc quay quá đẹp. Anh em xem cây và quên sầu luôn. Cái gì hôm nào mưa bão rồi này, đi vào Giang Sơn ok. Mưa bão đi. Nhưng mà như hôm nhà em ấy sửa năm nó bắt đầu nó bị kiểu như thế thôi sướng. Có hôm vừa rồi hôm sau mưa nhỉ, mưa kiểu gì trong cái trạng cũng mưa thế mình tàn vùng trời nhanh là thế. Trời anh cứ thay cây là ít nhất nếu không thay cây song song lại mưa, không thì hôm sau mưa vùng trời ngang thế mình tải trả điều cây khô được gì thế rồi mới thích. Hôm sau hôm trước làm cây nắng không, hôm sau nữa đây này trồng cây hôm nào phải không mưa như như cây nhỏ nhỏ này nha anh Thực này, nào cây này sang tiền. Em ra giá chọn nhá. Đúng không? Cây cho. Cây cho lấy tiền chợ. Đây đi. Cắt thoải mái. Anh thấy em toàn quay bằng điện thoại. Cần gì máy quay đây. Nói đùa chứ em nói anh máy quay không lại được. Rồi quay máy quay. Kỹ thuật quay. Hạ bệ con này khác này. Tác phẩm này là Xanh Giáng Huyền và cũng đã tham dự cái festival sinh vật cảnh thủ đô năm 2016. Hình như đợt diễn rơi vào tháng 11 đúng không? Tại cái khu Vincom nhà mình đó. Đúng rồi. Đấy, của anh Thực nhá, Đinh Văn Thực. Mã số 01461, địa chỉ cụ thể là Làng Khoai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Đấy.
Số điện thoại là 00. Số điện thoại thì mình sẽ comment cho các bạn. Ok. Một tác phẩm phải nói là đang được thay da đổi thịt ở đôi bàn tay của anh Tuấn Anh và anh Kiên Nhẫn. Chùa gì? Mùi làng nghề nó thế, chùa gì? Anh thật sống nó quen đi đúng không? Cái gì mà mùi nó cứ chua chua nhỉ? Làng nghề nó thế mà rồi, sống nó quen đi. Nhưng mà nếu mà anh hết mùi chua là chết đi. Anh quen rồi. Cũng mùi chua này để sống. Cũng quen phải nói. Làng nghề cái mùi chua là cái mùi để mà anh đi mua cây. Thật. Bây giờ ông lại bỏ hết mùi chua đi. Thì anh móm. Vợ muộn vài năm ra tán vợ bây giờ. Ngày xưa anh tán cả lúc ra vợ này anh lúc về với vợ mẹ rồi chồng gái mà sinh thôi quá bây giờ nói về anh cũng biết đấy có thể nhớ đấy. Chú ạ, chú cũng là nói nhé. Em cũng phải kìm hãm đấy. Thích thôi nhưng mà tôi chịu. Không dám động đến. Động nhà, rất bắn là cửa nát nhà. Cái đục này đục đá, vẫn đánh mất rồi. Vậy, riêng cái đồ đục này nhá, gãy mai lại có hình mới. Đấy, anh tin không? Anh cứ dùng thoải mái đi. Thoải mái luôn, lại có xuất hiện ngay luôn. Mai đúng lại có đồ mới thì là xuất hiện, gọi là hiền nhưng mà đều gọi là xuất hiện. Đúng. Cháu chỉ về vớt ra được thừa cất nhỏ tàn. Cái con này chẳng mang đi triển lãm mãi, con này vẫn là con đẹp. Ngày người ta làm cái hòn đá này. Ý tưởng quá đẳng cấp luôn. Con này đẹp em ạ. Em thích cái này, em thích cái này. Này nhưng mà em có nhìn ra đâu, bây giờ mới dọn ra thì em mới. Em cứ phải phơi ra em mới thích. Mạnh này ông ấy phải nhìn nó bị rõ. Bây giờ là nó lấp ở các chỗ không để ý gì. Này, đây, các bác ơi, tất cả các lời nói của các bác đều lên TV đấy. Nếu các bác càng không sướng là sao nhỉ? Điều đó là sự thật. Nếu không, các bác không ngại các bà vợ thì cứ chém thoải mái thôi. Vợ nó xem đâu, cần chứ cày nó xem. Dạ. Anh công nhận là với chỉ có ông Sơn thì xem của ông Thực. Ông Thực xem của ông Sơn rồi trời nhầm rồi xem rồi nó chỉ xem nó chỉ mở ra cái nó đã ao ngay. Channel của em là 68% em nói nhá, cái câu nói của anh Thực nói nhá là tí về thằng Đạt nó lại vui vui chân nó lại mở cái video clip này ra cho bà chị xem nhá. Vâng, nó bảo là ngày xưa nó thích tao lắm rồi tao chưa có vợ rồi là em nói đêm nay mà không anh không đi ngủ nhờ mới là lạ. Nếu mà chết nhỉ, nhiều lúc nhưng mà đấy nhiều lúc phải nút nót đấy, nó bắt được miếng cái nó lấy rồi phải nút nót chết. Nếu mày bỏ được mạnh vào thêm mày cái đoạn đấy mày xóa tiếng cho anh. Em lồng nhạc to vào. Em lồng nhạc to vào. Đấy. Đấy này, cuối cùng này mất con gà nữa. Cho các cụ xem cây thôi. Nói chùa xem cây này sướng thật. Xem cây sướng, tỉa sướng. Mấy chục cây à? Trong nhà này thì ra đấy. Nếu chả sợ thì sẽ để cắt thích gì. Vừa đi qua đấy, đang dưới danh Thực đây. Tưởng là vì cây này nó ăn được khác gì dễ này không? Mình nhấp phát là nó lên hết ở dễ này. Nó đùa nó thế chứ cây này nắng này chưa ăn thua. Nắng có phải tầm 39 40 độ, 41 42 độ thì cây bên trái cứ đi nghỉ mát tuần nữa về được.
Nói con y tá nó ra, nó mang ô ra, ra anh che cho anh được. Ở con y tá nó mang ô ra, anh ra anh vượt. Chỉ nhìn con y tá. Y tá thì nó mới cứu mình chứ, em nhận cho con bác sĩ vào thì nó mai nó mổ luôn này. Xong, quay hết cả, để bộ nhớ. Về vác máy xuống cóp vào. Mưa đâu cũng mưa. Mày ở biển này mưa chứ, ở dưới này đất liền có mưa đâu. Chè gì, đây 38 độ đây này ông này. Thằng Dũng nó say, nó lắng, nó say lắng đây kìa. Nó đi từ nhà nó ra nhà anh thực hết tiếng rưỡi này. Đấy, nhà anh nhé. Xuống cái đang vừa xuống cái nơi này, vừa đi qua xuống cái nơi điện đây. Xin chào nhé. Chưa đi đâu mà. Cửa máy. Mẹ đó. Trước đi anh. Đúng rồi, về Đông Bình này vào Đông Giang bắn gì. Thôi đổi cho nó xong chú thành công một tí. Có cả anh ở đâu chú lại vào lại toàn binh pháp chú ở nhà chú của Miu à. Từ đây ra đây anh từ trường anh phi vào đây được mà lúc ấy 12:30 gần 1 giờ. Em khi ra đây mới xong về nhà là ra vừa vừa ăn được bát cơm cái thì lại gì lại điện anh ơi thay của em dao gãy dao lại ra thay cũng phải chạy cái hàng ống to nó quá sức quá rồi. Lại gọi đến sửa cây này không cứ phơi nắng nhau cứ dễ nó khô đi rồi hạt trồng. Sau có 7 tí nữa tối nay kiểu đấy chả cắt không làm gì phải đi nhặt nhặt trêu quân đấy trêu quân đấy tôi mở xem vào xem đây cái cây anh đã phơi chưa đó anh vừa bây giờ hôm qua còn thế thì cây phải phơi ra nắng đi phơi nó xe được dễ em mới vào làm nó mới không bị vấn nhựa. Ôi, chú nhặt cho anh cái gốc cây nào vừng kìa nó mát rồi nhặt đấy nó mới không bị vấn nhựa thầy quân. Mỗi cây lục vừng với cây đa là nó cầm cỏ đi rồi. Trước thì thấy vua clip quay đây rồi thèm lắm nhưng không dám cứ nhấp nhỏ làm ngồi đứng ngồi không yên. Ôi toàn ca mi mũ bây giờ lại còn đưa cả vợ vào con đường cá mũ này. Ôi con vừa không dòng nước ạ. Hôm nay sao em không có đồ nghề làm sao mà treo được bức tranh cho ông được. Mấy hôm nay còn bà vẫn nắng, ngày hôm nay là ngày nắng này thế là nhìn trời này biết nó làm có cái gì che đâu. Trong vắt thì trong này, sợ còn ngày mai cái kia đó. Tôi với thằng quân thì cháy tặc thì tối nay ạ. Nhờ. Cây làm tầm này. Quân thì trả cái cả cái bệ ở dưới của nó vừa ấy xong. Và cây đấy thì nó lại cây nếu mà dễ nắng như này nhá, nắng như này. Bánh tẻ mà nó dọi thẳng vào đúng ngày hôm nay và ngày mai không che nhá. Kiểu gì cũng cháy. Bởi vì cây đấy là nó chưa khỏe, nó cây nó vừa nhổ ra vừa trồng xong. Cây mà nó đã ấm bệ rồi thì có khi nó còn đỡ. Cây đấy vừa nhổ ra. Quá dễ nó thò cho nó hút nước rồi. Thì nó còn giữ được nó khỏe. Đây là bắt đầu nó kiệt rồi. Vừa mới trồng hôm qua. Đây nắng. Ngoài bây giờ cái chỗ nhà nó thì lại có còn nắng đến tối. Mà lại đúng hướng cây nó dọi thẳng vào gốc thì có mà nắng được ngày là tốt cho cây của lá tốt cho cây của lá quá đẹp nó đủ cây của lá và đủ dễ cũng đủ nước
thế ông Quân đồng bị tai nạn. Thấy bảo đây con em cũng chưa biết. Sao anh ông ý anh ngồi với Quân thế ngồi với ông Chí thì bảo là Dũng tối hôm qua điện bảo là Quân bị tai nạn nặng lắm. Sáng hôm sau thì ông sinh nhật thì anh điện anh chúc mừng ông vẫn trả lời cảm ơn em. Trả lời bình thường nhưng mà đâu tức là ông anh ở trong ông chơi ông Quân này thì là ông bảo là Quân bị ngã nhưng mà là ngã là lúc chơi rất thân nhưng mà ngã nào không biết. Thì là cái hôm đi viện về là thấy mặc cái áo của nó định vị ấy, không biết là gãy xương ở đâu. Đó, thì ông điện thì em mới bảo với ông Thực này mà cái hôm điện cho anh Trí bảo anh có chơi với Tuân thì cũng hoàn cảnh xuống cái chơi với anh cả. Thế ở chắc là gãy xương chứ gì đấy. Mà từ hôm ý đó hôm định đi lại cũng bận nữa là ai cho nó đi được đâu. Thế có khi là ông nghĩ xem ông về ông định viện rồi thì đúng không? Vẫn được. Em cũng gửi Zalo em chúc mừng sinh nhật. Ừ, thấy, thấy chúc mừng sinh nhật ông cảm ơn lại. Nổ tang luôn mà. Thì ngờ thế thì chắc ngon mất rồi. Bị sớm à, mình cũng biết. Nếu mà phải ra biết thì lúc sớm sớm mình đi vào đẻ. Vâng, sao được. Đấy. Thì thế là nhìn thấy công an mới phanh gấp quá nó mới ngã ra. Đâm mẹ công an nữa. Đâm gì? Nó tuy thì đỗ coi cho nó ít làm gì. Lít, 2 lít thì làm sao đi. Thế là làm sao còn... mình trốn mình chạy. Công an bây giờ thì nó đang đói mà trốn chạy nó đuổi thì có khi thì nó oan ra nữa thì mình... Rồi nó lại cho cái lỗi là chống cái tiền quân vụ, nó còn phạt thêm nữa. Thế lọc ra nhìn không được đấy lắm. Đọc một mình thật ạ. Đọc mình thật ạ, đưa con thật kia đâu? Hai không ạ? Kia ạ. À thế nhìn là mất con thật. Đó kia đang nhổ cỏ. Để chạy đâu ạ? Quay xong thì nói đi. Đó. Đào đi ra cổng. Chè à? Nếu mà nó đứng ở chè lá, chè sông thì nhất nó dài hơn cái thề à. Từ đây ra đây ông cũng tắt cái thề bớt đi. Tắt vòng vòng đi, tắt vòng vòng cái này không? Lấy vòng vòng một tí. Cái này giòn ông đục mà nó vỡ hết cả cái thề. Đây bây giờ xoay vào thôi. Thế thôi mà. Bên này một tí là chưa chín. Cắt bớt đi để ông nút vào cái lọ đúng không? Lúc đó nó ngập rồi lấy cái nắp có thể nó hơi cao. Bây giờ vào súng ngon rồi. Bây giờ mày mài thế đấy. Mài về đây này. Mài về đây này. Nó xong ngay mà. Dễ nhiều. Thôi vừa thôi. Để thấy nó bột cũng được. Bảo thôi rồi còn. Buồn quá không tốt. Thôi không cần lấy quan. Thế thôi. Nã nhìn vào cái đồ chí. Tôi hỏng hết cái hình mẹ. Này nó hụt. Nó hụt nó. Thế là hiểu rồi. Trong tay cùng bằng hồi trẻ trong một tay quen chết. Đấy, ông rửa lên ba thì rửa lên ngoài là rửa lên. Mình sẽ là không để ý nó xung quanh. Đây ạ. Chắc là chút là rắc cái cảnh cây này. Để khi nó còn làm rắc. Một trường gỗ xuống nó cắn xuống nước tay và thở. Các bạn ra bạn để là có gì rồi giải trí ở này của các bạn thay đổi đi một tí. Cảm ơn nha. Các bỏ thuốc không? Đấy không gọi bỏ thuốc rồi. À nó hoạt động đi. Thở rồi. Chú mua được cái bẻ con nhưng ngày chú đi săn đi lùng thì... Không, đấy là chia sẻ lại. À, chia sẻ lại á? Cái bể lâu rồi để... Bể em để ở nhà đấy chứ, lần trước ra để sen đấy nhỉ. Ừ, à, thì không để ý thấy.
Đây là chia sẻ lại. Ông Hoàn ông ấy vừa có cái bể mà đẹp hơn cái bể em lấy ấy anh. Cái bể của em là bể bể Khánh, trong đó cái bể kia là bể vuông. Mà hoa văn cũng như vậy. Anh nhìn rồi. Nhưng mà ghét một cái ấy. Em không bể không phải sơn. Các bố đánh giáp đi, các bố sơn rồi. Sao ông điện thoại đi. Thì bể đây không thích lắm. Dùng cả bố tin mà tẩy cũng tẩy tẩy sơn. Nếu tới đây mang máy máy đánh cát là đánh. Đánh là không hết đâu. Về định nằm ngủ chứ ông thực điện. Chưa ngủ, chưa ra được ngủ đâu. Mới cứ như cái đầu cứ như là ngủ vừa dậy ấy. Tóc rồi nó chơi cái gì ngủ. Không, đã chưa được ngủ một giây nào. Mới chui vào phòng rồi chuẩn bị ngủ thì ông gọi. Vì là về ăn lúc hơn 1 giờ là về ăn cơm là ăn xong vừa buông bát ra là lịch nhà biển rồi. Anh thầy nguồn rào đi rào thì gãy rồi. Người có tiền mới được sử dụng. Và lúc nào mà cứ cho mọi người có tiền sử dụng đi. Lúc nào tôi là sử dụng lại. Nhờ chứ. Tất cả những đồ đẹp và tóc còn đẹp hơn. Yeah. Sợ những người có trí óc và đậu lì lắm. Nhiều anh hùng lắm nhưng chả giá. Quá nhiều anh hùng ấy, cái lúc mà cây nhiều người khung lắm ấy. Xe để đâu ấy mà giờ lại ra đấy. Sắp đầy hết rồi. Anh ơi, chú Tân ơi, chứ là anh quên mất rồi. Bây giờ anh gọi nhá. Thành tí nữa anh Minh Trung Hoa thằng bảo tôi mang cái máy ra kia làm tí. Chịu giờ tôi bỏ chạy lên người. Thoải mái. Nó đầy, tao bảo là quay từ sáng rồi. Anh thực anh không để ý. Vứt ở đấy cho quay mà. Nắm máy được. Nhiều lắm đồ nghề. Vợ thì việc của vợ, mình việc của mình. Không ai người ăn việc ai người làm đúng không Sơn? Kệ đấy chứ. Có vào đây là bản sáng lúc ý. Đấy cái lúc em đi ấy. Bác thử bác cứ để đấy là cho chạy. Có và quay thoải mái tối. Có hết này, hết này. Vâng. Cắt cây thì là có gái đi theo cổ vũ. Xong bây giờ lại có cả quay phim chụp ảnh đi theo. Truyền thông kiểu như là như giới truyền thông đi theo, giống như người nổi tiếng. Là nó cắt chăm chỉ lắm, chả ý kiến gì, chả nói câu nào. Nhưng mà hôm trước thì như khiếu. Hôm nay là cứ từ cái nọ để mất cái kia, cho nên là cứ được tiếng là mất miếng. Còn tóm lại là để sau miếng em... thì mày bỏ miếng nào? Không bỏ miếng nào ra. Cứ bỏ cứ được miếng thôi anh ạ, còn được tiếng là còn được. Mày cứ nghe thằng Sơn nó kích á. Kích. Đây là nhiều cá mà kích. Kích chỉ là dũng. Bây giờ nó đi câu cá xong rồi, giờ nó câu được cá rồi nó không giật được lên, nó phải mang kích cho nó kích để nó kéo cho nó nhanh. Kiếm đôi con cá mà kích bây giờ nữa. Đỡ phải vần chứ mệt. Mỏi lắm mẹ. Câu được một cá to nó vần mỏi lắm. Bây giờ mang kích cho kích phát là đúng rồi, nó lôi phát lên ngay đúng không? Nó hợp lý hơn. Quá đẹp.
có về ngủ không? Làm cái đẹp lắm đấy anh ạ. Người lắm người. Anh Tuấn Anh ạ. Làm cái này tuyệt vời đấy. Quá đẹp. Anh chạy về trường anh thấy chú buồn ngủ lắm rồi hôm nào. Không. Không. Ông ấy cắt chuyên nghiệp, ông quay về chuyên nghiệp tí không. Ông ấy về ông bảo bỏ công anh cắt. Anh nắn nót từng cành từng lá một. Không, cái này đúng là nhặt lá cắt sâu đấy. Đấy. Chỉ từng cái điểm răm một. Phân thì đảo đéo có xương gì nhỉ? Đất cũ chú trộn đi, chú trộn tôi. Đất sáng hay đảo ra đấy. Vâng. Nếu ông mắng chết. Thì mấy cái bao gì đã đổ ra. Rồi em muốn đi lần đi lần. Bao to. Làm như này thì nó còn đỡ cháy. Sao cây cháy? Nó còn lá nó quăng rồi. Nếu mà cắt chữ phát thì cháy mà. Cái cây của mày to luôn này cháy chưa? Cái cổng này. Thế mà em không có cái đồ cực đấy. Có cái mít thì 80% cháy. Đi làm chí nó con góc phải xe cây. Đã biết từ đồng nào cây không cũng toàn đi. Hôm nay bắt đầu bật rồi đi anh. Bắt đầu bật rồi. Mấy hôm đọc mưa này. Chỉ cần một hôm sấm là nó lên như ngổ luôn. Thì hôm đấy xong là về tối hôm cháu về. Nếu sau mưa gì nhá. Thế ta bảo là chỉ nghe sấm dậy lúa chổi đồng đồng. Lúa chổi đồng đồng. Nhưng mà các cây nào và đạn cây nào không hôm trước buổi hôm sau mưa. Thế giả có hôm mình chạy loạn nhà vừa trồng cây vừa chạy. Của nhưng về ngoài mình vẫn cứ nắng. Đây là tiếng lộc của chúng. Ok. Tài là anh phải để ý đúng không? Mình để ý nhiều hôm đúng thật. Nhiều hôm anh trực ở đây con bỏ. Sơ đây, mưa rồi đấy. Tiếng lộc của chủ nhân. Ôi trời ơi, rồi sao cây có kiểu gì mà cũng buồn cười. Đang mà mình để ý. Buổi chiều vào. Đây này, ông đang anh nhận anh vào đây biết nè. Mới nhỉ, lại dễ mưa lắm. Đúng, đang làm thì đúng mưa. Chạy mưa vào xong lại tại xong lại mưa. Nhưng mà đến phải đến 80% là như thế. 10 lần phải 8 lần chứ. Thế là mới buồn cười. Thế có nghĩa là cứ đang cây cối này xong là có hôm trồng xong tí lại mưa. Có hôm tối mưa. Nhất là mới trồng chiều hôm tối mưa đẹp lắm. Thế là lộc của chủ nhân ấy. Không phải ai được kể đâu. Chứ lộc. Không phải thật rồi. Hỏi thằng bia vàng em thích chết hết chị ạ. Thằng bia vàng phần không phải anh ạ. Phần Nhật đấy. Phần Nhật này bắt đầu phải đặt trụ sở bên Mỹ đấy. Xong sản xuất đưa về Nhật xong rồi từ Nhật phân phối sang Việt Nam đấy. Mà đi nhà mạnh là có bao nhiêu cây ở? Nhà em á. Có 3 cây to, gấp đôi cây này. Có mỗi ít rồi nhưng mà chất lượng. Bài đồ to. Còn anh trời đã ăn thua gì? Nó là vợ nó con nó là ba cây to gấp đôi. Bài đấy mà mày không hiểu à? Đó vừa hôm qua mua 2 cây to nhưng mà tay mua hôm nay lại mà định sắn nốt con viên đây kìa. Sắn nốt con viên kìa. Cho về tao nó trồng 3 con vào nó còn ăn tam đa. Toàn thương mini mới luôn. Hàng mini nhá, hàng đẹp. Con này nếu mà cũng sắp 3 tháng này bao nhiêu nhỉ? Đây. Con này là được. Sao thế không có? Đấy, tầm vào như thế. Nó đục lạ thế. Còn cái nắng thế. Đi rồi cái gì lạ. Nắng lắm đấy.
lương đi ở lãng này vui trong sưởng vui rủ đen xì chả nhìn thấy từ đâu đâu bỏ nó chắc chú còn đi một vòng là nó đã cắt được mấy cái rồi chả bỏ chú quay gốc cây bên kia cái đấy thì nó đáng gì anh mày làm nhanh lắm đấy thế ra khi nào chú mà nhấc máy đi chú phải bảo em ơi anh ơi dừng lại đấy xong rồi chạy ra nơi xong rồi tiếp tục đi anh thì lúc đấy lại không bỏ vào lại thì tốt thì tốt chờ em quay máy đã thì nữa này máy hay này nó có cái máy này đây như thế này nó nằm kiểu tăng xe hẳn lên tập trung nghe dừng được kìa tập trung người ngoài thằng máy nó đưa lên mà ngày ông ấy làm việc toàn dừng ông làm việc ông vấp câu giờ rồi vấp 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 đồng đồng nào ông vấp ba làm ở vườn là tầm này đang ngủ ngon ăn cay rồi làm nếu này 12:30 lại dậy làm xong bắt đầu 5 giờ chiều ngủ nữa 12:30 cơ mình uống bia buổi trưa xong trưa thì không ăn gì uống bia xong 12:30 cơ ông Dương đây là khách cây trồng cây trồng xong đến 2 giờ chả ngủ thì làm cái gì 12:30 bắn thang trăng đi bắt thành cây như vậy này có họ làm việc kê đồ đi con mẹ đi ăn về về nhà pha đúng ấm chè mình uống được nửa chén rồi anh đi ra trộn bê tông mới ăn được vậy mình đang nhảy chiều nó mới đang trộn hiệp là cái ông hôm vừa rồi đổ bê tông không gần nhà ở bên quê em mà em nhờ ra láng cái vườn đấy sân vườn đấy đấy ông ấy tranh thủ cái đấy sao không bỏ cái bọn bê tông tươi nó về nó phun từ một phát là xong không phải nhẹ nhàng mình không ra mảng các chi nhìn thì chú không ra mảng thì mới dùng cái kia nó mới là tiện nó là con vòi chú thích cái đồ nó câu vào đấy tiện làm cá vòi mà bây giờ mình phải dọn từng chỗ một mình láng xong rồi lại chuyển cây về đấy dọn một nửa cây xong lại để mai xong lại tiếp tục nên là đặt cây vào vị trí láng xong lại tiếp tục thì nó không làm liên tục bây giờ chẳng hạn như là làm một phát thì mình ít nhất phải tầm độ chục khối nó mới mang ra cho mình bây giờ mình có 1-2 khối nó lại chở cả cái bê tông tươi nó lắp vòi lắp viết nó phụt cho mình rồi, nếu mà làm theo cái... kiểu như là nhặt nhạnh như thế thì từ khó cái công nó cũng chả đủ kiểu mình làm nửa sân mùa xong à để mai lại thê cây lên lại tiếp tục vậy đã tuyệt vời cây này nhá anh nói với chú chứ cây này mà lại nắp vào cái bệ cây đè lên của anh thì nó phải kinh nữa rồi đấy bắt đầu phá rồi đấy đang bảo ông Thực thì hai anh em bảo thôi tôi lấy cái gốc cái bẹ này này xong cho cái này tay cành thì đẹp nhưng trên thì kém nhưng mỗi được cái bo thì đẹp mỗi phần giữa nhấp vào cái này này bây giờ nó mà đẹp toàn diện thì anh muốn nhờ anh cắt tiền đang rơi tiền không đẹp nó lại rẻ rơi luôn ngon bổ lại ngon bổ rẻ mệt lắm ngon bổ rẻ có những người tìm chỗ ngon bổ đắt cũng ok đây mình thì còn đòi ngon bổ còn phải rẻ cái tiêu chí đấy mới khó chứ anh nói với chú chứ mà bảo là ngon mà bổ ở trong lại đắt thì anh nói với chú chả phải tìm nào thế anh ơi chú chưa tiên ông mới gọi phát về một đống không thể về em nói nào chú tiên không anh mà không biết chỗ nhá không thể tin được có những chỗ đắt nhưng mà chưa chắc là đã bổ đâu đã ngon đâu không tay thành ok ngon bổ rẻ cứ bảo đây nó có cái này tự nhiên nó lại ra một cái xị này cái đải đẹp cứ ra xị chảy bốn mặt như nhau quyền nó gọi bộ bốn mặt như nhau mẹ như kiểu đầu rùa đúng không nó thật như đầu rùa gì nữa thực sự mạnh mua mất cái đấy cứ xoăn xoèo cứ về chỗ này chuyển lại đi tí nữa kiểu gì lại mang ra làng nghề có cái tí nữa ra đặt lại đi xe máy của nó anh cứ để chỗ nào tí em nhìn dễ là được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vườn. Đây là mảnh trà trộn đất để sang trồng giả ở bên kia. Bây giờ nhà chúng anh nhất không như được. Còn còn nếu bây giờ mà vừa chạy vườn về ra đây thì thôi. Đấy, cũng quay đêm. Không gian của anh ấy rộng đúng không? Sát vào cái góc tường ấy. Nhà anh rộng, quá rộng. Mặt trong là em cho nó mát hết sân thì em lên trên trên này nhà anh em quay xuống. Thôi, thế con kia vẫn chưa xin được. Tuyệt vời. Đó. Con kia vẫn chưa xin được, xin cho nó bay đi. Mà đúng xin được, bây giờ đứng nắng này bay quay thì trên cũng đẹp. À, không lấy được thì xác định là mất rồi. Con này nó có cái cam đẹp lắm. Đẹp. Những con xịn nó nhìn đẹp, nhìn nó tôn. Cái cam của nó ấy mà, cái cam của nó theo bộ mà. 16.700.000 đấy, con này em lấy đấy. Còn con của hôm qua bay à? Không, con hôm qua phải 28.000.000. Con hôm qua hơn. Con hôm qua nó là... Con hôm qua nó là... Ấy, nó là... là Phantom 4. Nhưng con này tối nó có quay được. Quay được. Tối cũng quay được. Vâng. Nó tối mà, thế thì hôm nào chú dẫn anh đi, anh mua một con để tối về anh quay. Ở chỗ nó nhiều nhiều phòng trọ lắm mà nhiều con nó đẹp, tối không cho bay về trên trời gọi xuống được chưa? Thoải mái. Bay trên trời ra xuống bay so trần nhà. Rồi lóc nhà đi. Xong rồi hôm nào anh em mình giả vào chỗ anh Sơn chơi trong cái mái nó nhiều lắm. Tóm lại là có bướm bay mèo mèo. Có kiểu đéo thì cũng rơi một là rơi điện thoại, hai là rơi cam. Con ý thì nó chống rung tốt hơn. Nó quay con này nó từ đầu cuối nha anh Tuấn Anh nhá. Tí nữa quay con này nó từ đầu cuối nhá. Con này tí nữa sang thì vẫn ở chậu này anh Thuộc ơi. Chuyển chậu khác. Chuyển chậu khác. Sợ quá. Anh cho gì đã. Bây giờ mà sang chậu kìa. Đi nữa nhổ con cổ này ra nhét con này vào đấy. Nhổ con cổ này cho sang đây. Kiếm cái bể mới này ấy. Kiếm cái gì lấy cái bể cũ. Bây giờ mày cứ cần là cái tu đục mày được hết cái mắt ngươi trước thì đi ra anh hỏi đi. Thế thì cần đục búa mới đập. Vâng. Quá còn giờ mày là đang 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 đang. Anh cầm rồi nó lan từ đây. Đúng rồi vâng, quay hai ngày rồi đấy. Xong đấu thì ngoài xin là chua đấy. Dấu ấn thời gian, tức là em bảo là nhìn lại dấu ấn thời gian tạm chuyển lại sinh vật cảnh hạt không đó. Cứ bảo như tôi bị võ là ra. Anh cứ võ mạnh bonsai là ngay. Mạnh bonsai. Mạnh bonsai đi. Nếu chưa bác gửi lên cái xe 34C đấy. Đấy chú còn những người ta đi, hôm nay anh nhớ cái video clip mà xem cái người mà người ta đi qua chiêm ngưỡng chú còn là mỏng xuống đúng không? Đúng không? Bây giờ thành giống này là một cây đẹp rồi, nó không để ý như cây khác thị trường.
cây cây đấy thì bán cho ông dưỡng rồi đúng không? Thì là hôm đó mới mang một cái cây khác nữa. Thì trong đó là một thằng là nó chỉ chặn tuổi anh em mình thôi. Đấy là báo cáo ngày. Đấy là không biết là bao nhiêu tiền trong. Đúng là chạy qua một chút thôi. Đấy là đấy là nào thôi. Nghe nói là 620. Thằng ấy nó chỉ tầm tầm như vậy cái này nhỉ? Anh cũng thêm cười ra hỏi. Đại gia người nhiều lắm. Anh lấy lại cái gì vậy? Đại gia người nhiều lắm, không có thứ gì đâu. Không xuể đâu. Cái ý là không đẹp. Em bảo anh chụp là thằng ý mua. Nó bảo xếp đồ cho nhà nhà rồi, đúng chưa? Thật chưa? Mạnh, mạnh nhưng mà hỏi anh hỏi thật sự chú là chú cứ vô đây anh hỏi là. Từ từ em chụp một bức ảnh này nó xong đã. Đẹp luôn. Thằng này nhá, anh Dũng anh ra mà chết ra mà